Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thảm cảnh tại dãy Gaza đã khiến thế giới bàng hoàng những ngày qua. Liên Hiệp Quốc liên tục có các hành động tích cực nhằm tìm cách chấm dứt xung đột tại dãy Gaza, đặc biệt tăng cường các hoạt động nhân đạo hỗ trợ người dân. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, ngày 11 tháng 11, nhóm gồm 70 đại sứ Liên Hiệp Quốc tại Geneva đã ra tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động liên quan tới tình hình ở dãy Gaza. Lời kêu gọi chung của các đại sứ nhấn mạnh việc cộng đồng quốc tế phải hành động ngay lập tức để chấm dứt tình trạng đổ máu và những gì Gaza đang phải hứng chịu hiện nay. Dẫn nguồn tin y tế từ thực địa, các đại sứ cho biết hơn 11.000 người Palestine đã bị sát hại trong vòng chỉ một tháng qua. Nạn nhân chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em. Đồng thời có khoảng 26.000 người khác bị thương. Các nhà ngoại giao này nhấn mạnh số trẻ em thiệt mạng trong vòng xoáy xung đột mới nhất ở Gaza 3 tuần qua thậm chí đã vượt tổng số trẻ em thiệt mạng tại tất cả các khu vực xung đột trên thế giới kể từ năm 2019 tới nay. Tuyên bố cho biết thêm các bệnh viện ở dãy Gaza sắp tê liệt do bị cắt nguồn cung nhiên liệu và điện. Các bác sĩ phẫu thuật mà không có chất gây mê, không có điện và bệnh viện ung thư duy nhất ở khu vực này đã phải đóng cửa. Nhóm đại diện ngoại giao này cũng nêu quan ngại trước tình trạng nhân viên cứu trợ bị sát hại, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng. Theo thông tin của Cơ quan Liên Hiệp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine tại Gaza và Cận Đông, UNRWA, nhiều nhân viên viện trợ quốc tế đã thiệt mạng, trong đó có khoảng 100 nhân viên của UNRWA. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng dân sự như trại tị nạn, tòa nhà chung cư, trường học, nhà thờ cũng trở thành các mục tiêu tấn công trực tiếp. Ít nhất 45% hạ tầng cơ sở đã bị phá hủy và hư hại. Các đại sứ Liên Hiệp Quốc kêu gọi thực hiện một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, hối thúc cộng đồng quốc tế gây áp lực tối đa để đảm bảo hàng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp tiếp cận được khu vực này, đồng thời khôi phục các dịch vụ thiết yếu. Ngoài ra, các đại sứ cũng kêu gọi trả tự do cho mọi con tin, bảo vệ an toàn cho các cơ sở dân sự và dân thường, nhất là các trường học của UNRWA. Kể từ khi chiến sự bùng phát giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine, từ ngày 7 tháng 10 tới nay, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững vì mục đích nhân đạo. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cơ quan quyền lực cao nhất của Liên Hiệp Quốc tới thời điểm này đã tiến hành bỏ phiếu về 4 bản dự thảo nghị quyết mang tính ràng buộc pháp lý, song chưa một văn bản nào được thông qua. Với những gì đang xảy ra tại dãy Gaza, xung đột Israel-Hamas đã nhấn chìm hy vọng về tương lai của dải đất ven biển này, khi giới phân tích cho rằng phải mất nhiều thập kỷ nữa Gaza mới lấy lại được cân bằng sau khi cuộc chiến đi qua. Song điều đó cũng không là gì khi gần 11.000 dân thường đã tử vong, trong đó có đến 4.000 trẻ em, cùng gần 30.000 người bị thương. Những cuộc giao tranh ăn miếng trả miếng liên miên biến dải đất này thành địa ngục chỉ trong vòng một tháng. Liên Hiệp Quốc đã tỏ ra bối rối và phản ứng một cách chậm chạp khi không biết đứng về phía nào. Ngay cả việc bảo hộ quyền con người tại đây cũng gặp không ít khó khăn, thậm chí là bế tắc. Trước những chậm trễ của Liên Hiệp Quốc, các quan chức Israel đã kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres từ chức. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi đã có hơn 100 nhân viên thuộc tổ chức này thiệt mạng kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza thuộc Palestine nổ ra hôm 7 tháng 10, theo hãng tin Reuters. Một quan chức nhân quyền hàng đầu của tổ chức này đã từ chức và gửi một lá thư giận dữ, viện dẫn sự diệt chủng, trong khi các nhà ngoại giao tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang trách cứ nhau vì quá mềm mỏng với Hamas. Mặc dù cuộc tấn công ban đầu của phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas của người Palestine đã thu hút nhiều sự chỉ trích tại Liên Hiệp Quốc, bao gồm cả Tổng thư ký Antonio Guterres, nhưng Hội đồng Bảo an, cơ quan quyền lực nhất của Liên Hiệp Quốc, ngay lập tức lại bị chia rẽ một cách sâu sắc. Trong khi Mỹ yêu cầu các quốc gia lên án đích danh Hamas, một số nước được cho là đã từ chối và chọn cách lên án chung chung các cuộc tấn công vào dân thường, điều khiến Mỹ và đồng minh Israel tỏ ra không hài lòng. Nghiêm trọng hơn, Nga và Mỹ tranh cãi về nội dung các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
mỗi bên cáo buộc bên kia che giấu ý đồ thực sự và đưa ra những mô tả được cho là thiếu nhất quán về quan điểm của họ đối với cuộc xung đột. Các thành viên bất đồng về việc có nên kêu gọi ngừng bắn hay không, có nên cho rằng Israel có quyền tự vệ và có đề cập đến cuộc tấn công ban đầu trong các tuyên bố hay không. Đặc biệt, Mỹ đã phản đối lời kêu gọi ngừng bắn, cho rằng động thái như vậy sẽ làm suy giảm khả năng tự vệ của Israel. Mỹ thay vào đó ủng hộ tạm dừng nhân đạo, khoảng thời gian tạm lắng trong giao tranh kéo dài 4 giờ đồng hồ để người dân Gaza sơ tán. Trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang phải giải quyết vấn đề lục đục nội bộ, thì gần 11.000 thường dân, trong đó có 4.000 trẻ em đã tử vong dưới bom đạn tại dải Gaza. Và thật ngạc nhiên, cho đến nay, chưa có bất kỳ một nghị quyết nào liên quan đến xung đột Israel-Hamas được Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên thông qua. Trước đó, nghị quyết do Brazil đề xuất giành được đủ phiếu bầu đã bị Mỹ phủ quyết, trong khi nghị quyết do Mỹ khởi xướng có đủ phiếu bầu lại bị Nga và Trung Quốc phủ quyết. Nhưng Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gồm 193 thành viên, nơi các cường quốc không có quyền phủ quyết, đã thông qua một cách áp đảo nghị quyết không mang tính ràng buộc do Jordan và các quốc gia Ả Rập khác dẫn đầu, kêu gọi đình chiến nhân đạo. Biện pháp này cuối cùng đã được thông qua với 121 phiếu ủng hộ, 14 phiếu chống và 44 phiếu trắng. Mỹ đã bỏ phiếu chống, một phần vì nghị quyết không đề cập cụ thể đến Hamas hoặc các con tin. Nhưng ngay cả một số đồng minh truyền thống của Mỹ như Úc và Anh cũng bỏ phiếu trắng thay vì đứng về phía Mỹ. Thật đáng buồn khi giới phân tích cho rằng các đồng minh của Mỹ đã phải vật lộn để duy trì nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm mong muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với các nước Ả Rập, mà không nhất thiết phải làm mất lòng Israel hay Mỹ. Đó là sự thật. Trả lời phỏng vấn hôm 11 tháng 11, ông Netanyahu cho biết lực lượng phòng vệ Israel đang ở bên trong thành phố Gaza và ở gần bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất dải Gaza, theo tờ The Times of Israel. Ông Netanyahu cũng cho hay, trong số rất nhiều thành viên Hamas bị tiêu diệt, có nhiều người trong nhóm chỉ huy vụ tấn công miền nam Israel ngày 7 tháng 10. Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng, việc trao trả con tin là mục đích trọng tâm của cuộc chiến. Sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu các con tin của chúng tôi không được trao trả, ông nói. Ông Netanyahu cũng cho biết, lực lượng Israel sẽ ở lại dải Gaza miễn là cần thiết để ngăn chặn khu vực này được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công chống lại Israel. Nếu chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải tiêu diệt Hamas. Nếu muốn an ninh, chúng ta phải tiêu diệt Hamas. Nếu chúng ta muốn đảm bảo tương lai của nhà nước Israel, chúng ta phải tiêu diệt Hamas. Đó là điều Israel phải làm và đó là những gì Israel sẽ làm, theo Thủ tướng Israel. Trả lời phỏng vấn đài CNN ngày 11 tháng 11, bác sĩ Medicine San Frontiset thuộc cơ quan y tế Palestine ở Gaza cho biết tình trạng bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Gaza đã rơi vào khủng hoảng trong ngày qua vì bị bao vây tứ phía. Theo ông Frontiret, bệnh viện Al-Shifa đã bị lực lượng Israel bắn phá liên tục trong ngày 11 tháng 11. Các cuộc tấn công khiến xe cứu thương không thể rời bệnh viện tiếp cận nạn nhân, cũng như khiến nhiều bệnh nhân, nhân viên y tế không sơ tán được. CNN dẫn các nguồn tin địa phương cho biết bệnh viện Al-Shifa đang trong tình trạng rất tồi tệ vì các bác sĩ phải làm việc dưới ánh nến, thuốc men, vật liệu y tế và các nguồn lực khác đang dần cạn kiệt. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết các thành viên của Lữ đoàn Dự bị 551 vẫn đang chiến đấu ở khu vực Beit Hanoun, phía bắc Gaza. Trong quá trình chiến đấu, lữ đoàn này đã tìm thấy nhiều vũ khí được cho là của Hamas trong các địa điểm dân sự, theo tờ The Times of Israel. Theo đó, Lữ đoàn Dự bị 551 đã tìm thấy và phá hủy đạn dược, thiết bị nổ trong một trường mẫu giáo. Vũ khí cũng được tìm thấy trong một số đường hầm bên dưới các tòa nhà dân cư, khu quân sự. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đã tìm thấy bản đồ và tài liệu tình báo từ các địa điểm quân sự của Hamas. Theo phía Israel, Lữ đoàn Dự bị 551 cũng đã tiêu diệt nhiều thành viên Hamas trong 2 tuần giao tranh vừa qua tại khu vực phía bắc dải Gaza. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.